Rồi, hello anh em nha. Về được mấy cái máy full box mới nha anh em. Anh em nào mà thích thì liên hệ với mình nha. Ui, cái này đang coi. Đó, cái này là máy mới. Hàng hình như là Xiaomi. À, dòng có nha, Xiaomi có. Dòng này mấy cũ giờ chưa kiếm ra nên là nhập về là cái full box. Anh em nào mà thích thì lấy nha, giá mềm thôi, giá mềm mại cho anh em thôi. Đây, Xiaomi C11 new siêu nha anh em. C11 thì cái dòng này là anh em coi này, pin 5000, cao ra 13 chấm, màn hình 6.5 inch. C3 RAM 232 nha, RAM 232 màu xanh. Nói chung con này đẹp lắm anh em, xài rất là chuẩn nha, giá rẻ lắm, có 2 triệu mấy thôi, chỉ hơn 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 tí thôi. Rồi, ba hình như được 5 coi, được 5 coi nha. Mình sẽ khui thử một coi cho anh em xem nha. Coi cái đời máy nó như thế nào. Có nhiều anh em không biết, anh em nào biết rồi thì bỏ qua nha. Còn anh em nào mà chưa biết thì xem cái mẫu máy. Báo giá thì clip sale mình báo giá nha. Anh em xem, máy rất là dễ thương nha. Xiaomi C11 nguyên siêu, máy mới luôn. RAM nó thấp thôi, RAM 232, nhưng mà máy mẫu mới, mẫu mới ra. Rồi, ok, anh em nào mà cần con C11 này thì alo cho mình nha. Số thoại đặt hàng thì vẫn là số hồi trước cho mình bán hàng nha, 0355 356 356. Thân ái chào cả nhà nha, hẹn anh em clip giới thiệu giá máy chuẩn bị xuất hiện nha, chào anh em.